số là nhẹ nhàng ha. Đó. Làm bảo hành 1 năm cho anh em luôn nha. Xe này chỉ làm nồi hay làm gió thôi, để cho nó nhẹ bốc thoải mái thôi. Bây giờ mở cái nồi ra làm lại hết, khắc phục các lỗi nha. Ok. Đây, cái nồi xì gút chạy lầu thì nó cháy đèn thùi luôn nè, nó mỏng dính luôn, nó tới cái miếng nhôm luôn á. Đây, chuồng heo thì nó rơ, chuồng thì nó khuyết nè, anh em thấy không, nó bị sâu luôn nè. Lò xo zin nó yếu, nó mềm lắm. Rồi giờ mình sẽ tiến hành đi làm nồi lại nha. Hai bố lá sắt cùng heo rồi lại hết. Rồi chi xì gút khi làm lại nồi, hai bố lá sắt là xo nè, cái đồ zin này bỏ ra rồi nó bị chai, nó tụt. Chuông nè, bố nè, rồi cái chuồng heo, hai đồng gió đồ chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn ha. Nhìn là cái thời gian đóng bụi làm là cho nó bắt hơn, hết giọng hết thú luôn, đá số là lên đầu nhẹ nhàng nha. Rồi tiếp tục công việc của anh em khách nha, 350, 300 mi, đi lăn, xe út, máy pháp ý, vario. Mình làm đầy đủ hết nha. Mới ra hả, đưa đầu ra chân bắt hả? Mày đủ thì còn ngon quá. Đâm xe gì hả, mày chỉnh nó. Mày vô. Chứ mình có tham đủ, có đủ cái đầu đấy tại giờ sợ mình chỉnh đúng không thôi. Tục ngày hội SH300, SH350, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Ngày hội SH nha anh em. Quá trời xe luôn.